Cháu có mẹ và bà thì sao có thể là con của cô được ạ? Mẹ là mẹ đẻ của con. Mẹ đã làm mất con khi mẹ mới sinh con ra. Chắc là có gì nhầm lẫn ở đây ạ. Mẹ cháu mất rồi. Người phụ nữ ấy không phải là mẹ của con. Mẹ mới là người sinh ra con. Mẹ ơi, mọi thứ có thể không xáo trộn được không ạ? Con không muốn thay đổi. Con vẫn muốn được ở với bà. Bà giờ yếu rồi. Con muốn được ở bên cạnh chăm sóc bà. Lại sắp đến ngày giỗ con bé rồi. Khổ thân con tôi. Thương nó quá. Giỗ mẹ con qua lâu rồi mà bà. Mày là đứa nào? Bà lại quên rồi à? Con Duyên, con mẹ Sương đấy ạ. Con cái Sương à? Dạ. Lớn quá rồi nhỉ? Thế năm nay bao nhiêu tuổi? Bà cố nhớ lại đi bà. Con Duyên đấy ạ. Bà nhớ ra rồi. Lớn quá. Thế đã tốt nghiệp chưa? Này, bao giờ tốt nghiệp ý thì báo cho bà. Bà thu xếp việc nhà để lên dự với cháu. Dạ vâng ạ. Khi nào mà tốt nghiệp con gọi điện báo cho bà lên dự với con mà nhá. Mà này, khi nào tốt nghiệp rồi ấy thì không cần phải xin việc đâu. Học hành mấy năm vất vả rồi, cứ về đây ở với bà nuôi. Dạ vâng ạ. Con sẽ ở với bà. Con chăm sóc bà suốt đời. Bà nhớ. Bà uống thuốc bà nhớ. Chỉ có con là lúc nào cũng quan tâm lo lắng cho bà. Không có con thì bà... Con mới là may mắn vì có bà bên cạnh và chăm sóc từ nhỏ ấy ạ. Thì bà yêu con bé này nhất mà. Lúc nào bà cũng cầu trời Phật phù hộ cho con được mạnh khỏe, được hạnh phúc. Dạ. Chứ đừng như mẹ con, bạc mệnh quá. Cả đời này con chỉ có mình bà, không ai có thể thay thế được ạ. Bà ơi, bà gội đầu cho con vào nhé. Ừ. Thì con đi đun nước đi, rồi bà gội cho. Dạ. Hồi nhỏ bà có mang về cho em một cuốn tạp chí kiến trúc. Và từ đó em cũng có ước mơ trở thành kiến trúc sư. Con người là một phần của tự nhiên. Thế nên những gì con người tạo dựng nên cần gần gũi với thiên nhiên thì mới bền vững. Trong đó có kiến trúc. Bạn vừa ra trường rồi đúng không? Công trình đầu tiên tôi thiết kế sẽ là một khu vệ sinh dành cho những đứa trẻ vùng cao. Thiết kế tốt đến từ người kiến tạo tốt. Mọi vấn đề đều có thể giải quyết bằng những giải pháp hay. Sao hai đứa cứ dính vào nhau thế? Mẹ muốn hai đứa giữ khoảng cách. Cô đến gặp những người đó chỉ vì bản thiết kế ấy à? Tôi không muốn có bất kỳ cơ hội gì từ anh cả.
cô nỗ lực vì những đứa trẻ Cao Sơn hay là vì sự hiếu thắng của bản thân mình? Có phải cô ấy giống anh một thời cho nên anh muốn phủ nhận, đúng không? Nếu tôi ở vị trí của anh thì tôi sẽ không nhân danh bất cứ thứ gì để ngăn cản người khác đấu tranh cho ước mơ của họ. Sương đâu rồi? Sương ơi! Sương! Sương ơi! Sương! Sương đi đâu rồi? Sương! Sương ơi! Sương! Chào cho bà. Ôi! Con! Con về rồi à? Có thật con không? Cuối cùng thì ngày này cũng đến. Mẹ chờ, chờ mãi con ạ. Dạ. Bà ơi, cháu là Giang, bạn của Duyên ạ. Có lần cháu đã về đây rồi đấy ạ. Ừ, về được là tốt rồi. Mẹ không mắng con nữa đâu. Mẹ hứa. Cô thấy đợt này bà hay lẫn lắm. Cháu thử hỏi bác sĩ xem sao. Dạ. Hôm qua cháu có nói chuyện với bác sĩ về tình hình của bà. Bác sĩ bảo phải theo dõi bà hàng ngày, tại vì bệnh này phải điều trị lâu dài cô ạ. Cháu cảm ơn cô vì thời gian qua đã giúp cháu chăm sóc bà ạ. Ngày mai cô phải vào Nam thăm con gái. Cháu phải tính nhờ ai để ý chăm sóc bà. Dạ vâng, cháu sẽ ở nhà chăm sóc bà ạ. Lúc nãy cháu đi chợ, có người bạn đến tìm, còn hỏi đường ra mộ mẹ cháu để thắp hương. Bạn của cháu ấy ạ? Bạn ấy tên là gì đấy hả cô? Bạn gái, tên là Giang. Thế ạ? Đúng là mọi thứ đã thay đổi quá nhanh. Thế nhưng không phải là em không có gì để nắm lấy. Em phải bám víu vào đâu hả anh? Vào tình yêu mà bố mẹ dành cho em. Bố, mẹ, nhưng họ không phải là những người sinh ra em mà. Anh có nghe chú Thắng kể lại mọi chuyện. Mẹ đã biết chuyện này một tuần sau khi em sinh ra đời. Nhưng mẹ đã yêu thương chăm sóc em thế nào? Em cảm nhận được chứ? Cho đến khi biết chuyện này, em luôn nghĩ mẹ là người mẹ tốt nhất trên thế gian. Mẹ đã nuôi em bằng tình yêu thật sự. Chính vì vậy mà em mới có cảm giác đó. Chính vì chuyện này làm cho em không thể chấp nhận được em không phải là con đẻ của bố mẹ.